Thái Lan nhận tin sốc, 35 cầu thủ từ chối lên tuyển đá AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam rộng cửa vô địch. Có tới tận 35 cầu thủ trong danh sách đề nghị nhận lời tham gia đợt tập trung của đội tuyển Thái Lan hướng tới AFF Cup 2022 để chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2022. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan, ông Mando Poking đã lên danh sách sơ bộ 75 cầu thủ gửi văn bản đề nghị triệu tập tới câu lạc bộ chủ quản của họ. Tuy nhiên, theo CM Sport, chỉ có 40 người trong số này được câu lạc bộ chủ quản cho phép lên tuyển do AFF Cup không phải là giải đấu chính thức của FIFA và diễn ra trong thời điểm các giải đấu quốc nội của Thái Lan đang vào giai đoạn quan trọng. Huấn luyện viên Mando Poking sẽ theo dõi phong độ, tình trạng sức khỏe của 40 cầu thủ này ở 3 trận đấu quốc nội sắp tới trước khi triệu tập 23 người lên đội tuyển chuẩn bị cho hai trận giao hữu gặp Myanmar vào ngày 11 tháng 12 và Đài Bắc Trung Hoa ngày 14 tháng 12. Đây là hai trận đấu quan trọng để tuyển Thái Lan có sự chuẩn bị cuối cùng cho AFF Cup 2022 khởi tranh ít ngày sau đó, CM Sport cho hay. Theo lịch, AFF Cup 2022 sẽ lăn bóng vào ngày 20 tháng 12, tức là 6 ngày sau khi đội tuyển Thái Lan kết thúc loạt trận giao hữu trước giải. Vì vậy, đội tuyển Thái Lan sẽ tập trung liền mạch từ đầu tháng 12 từ khi kết thúc AFF Cup 2022. Với chỉ 40 trên 75 cầu thủ nhận lời, trong đó nhiều trụ cột đang thi đấu ở nước ngoài từ chối hội quân, huấn luyện viên Poking sẽ không có lực lượng mạnh nhất cho mục tiêu bảo vệ cúp vàng. Số 23 cầu thủ được lựa chọn cho hai trận giao hữu với Myanmar và Đài Bắc Trung Hoa cũng sẽ là những cái tên chinh phục AFF Cup 2022. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á gia hạn cho các đội đăng ký danh sách sơ bộ trước ngày 20 tháng 11 và chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức dự giải vào ngày 19 tháng 12, một ngày trước trận khai mạc. Theo báo Giao thông đưa tin, đội tuyển Thái Lan có nguy cơ thiếu vắng một loạt ngôi sao tại giải vô địch Đông Nam Á 2022. Theo thông tin của tờ Mainstream, câu lạc bộ Buriram United đã đăng ký 4 cầu thủ gồm Nabudadin Wirathonondom, Subhachai Chadet, Subhanat Muenta và Ratanakorn Maikami sang Leicester City để tập huấn. Dự kiến những cầu thủ kể trên sẽ bay sang Anh vào tháng 12-2022 sau khi giai đoạn lượt đi Thái League 2022-2023 khép lại sau ngày 27 tháng 11. Trước đó, 3 cầu thủ đá Subhachai, Subhanat và Ratanakorn đã từng tập huấn với bầy cáo. Lần này bổ sung thêm Narubadin. Theo thông lệ, các chuyến tập huấn sẽ diễn ra khá dài và đội tuyển Thái Lan có nguy cơ không có được sự phục vụ của 4 ngôi sao nói trên tại AFF Cup 2022. Không những thế, tại giải đấu lần này, ngôi sao số 1 của đất nước xứ chùa vàng là Chanathip Songkrasin gần như cũng không thể tham dự. Trước đó, Messi Thái từng tuyên bố muốn được nghỉ ngơi sau giai đoạn cày ải ở nhiều giải đấu khác nhau. Trong 4 cầu thủ chuẩn bị sang Anh tập huấn thì Narubadin là người đã được khẳng định tên tuổi khi cùng tuyển Thái Lan chinh chiến tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và vô địch AFF Cup 2020. Trong khi đó, bộ đôi Subhanat và Subhachai đều là thần đồng của bóng đá xứ chùa vàng và là nhân tố quan trọng của tuyển Thái Lan trong những giải đấu gần đây. Không chỉ thế, AFF Cup 2022 nhiều khả năng voi chiến cũng không thể có được sự phục vụ của cầu thủ Thái Kiều Philip Roller vì chấn thương. Việc thiếu vắng rất nhiều nhân tố chủ chốt trong đội hình đang khiến huấn luyện viên Poking đau đầu. Khoảng thời gian này trùng với thời gian diễn ra AFF Cup 2022 nên những cầu thủ nói trên chắc chắn vắng mặt ở giải vô địch bóng đá Đông Nam Á. Đây là đòn giáng mạnh vào tham vọng vô địch AFF Cup 2022 của đội bóng xứ chùa vàng, bởi trước đó họ đã không có được sự phục vụ của nhạc trưởng Chanathip Songkrasin do Messi Thái muốn tập trung phục vụ Kawasaki Pontet tại giải nhà nghề Nhật Bản G-League. Sự việc 4 cầu thủ Subhachai Chadet, Subhanat Muenta, Narubadin Wirathonondom và Ratanakorn Maikami không thể phục vụ đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2022 có thể là đòn phản công của chủ tịch câu lạc bộ này, ông Newin Chinchot, nhằm vào liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT. Trước đó, ông Newin Chinchot chỉ trích FAT rút ngắn thời gian thi đấu tại giải Thái League để đội U23 Thái Lan có thêm thời gian gom quân vào giữa năm hướng đến SEA Games 32 tại Campuchia. Quan điểm của ông Newin Chinchot ở chỗ FAT không thể bắt ép các câu lạc bộ đấu dồn rồi nhà quân phục vụ cho SEA Games, vốn là giải đấu nằm ngoài lịch thi đấu thường niên của FIFA. Nay, với việc rút 4 cầu thủ Subhachai Chadet, Subhanat Muenta, Narubadin Wirathonondom và Ratanakorn Maikami đưa họ sang tập luyện tại Leicester City trong thời điểm diễn ra AFF Cup, chủ tịch câu lạc bộ Buriram United Newin Chinchot một lần nữa thách thức FAT. AFF Cup 2022 cũng nằm ngoài lịch thi đấu của FIFA nên về luật, các đội bóng tại Thái League không có nghĩa vụ trả quân cho đội tuyển Thái Lan nếu họ không muốn làm điều đó. Đội tuyển Việt Nam sẽ không có nhiều thay đổi tại AFF Cup 2022. Sáng nay, ngày 22 tháng 11 tại Hà Nội, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có cuộc họp báo trao đổi thông tin về kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho giải vô địch quốc gia Đông Nam Á AFF Cup 2022. Bắt đầu từ ngày 23 tháng 11, 31 tuyển thủ sẽ tập trung tại Hà Nội chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2022. Và đây cũng là giải đấu cuối cùng của nhà cầm quân người Hàn Quốc
trên cương vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Tại giải đấu khu vực, huấn luyện viên Park Hang-seo từng cùng đội tuyển Việt Nam vô địch năm 2018 nhưng thua Thái Lan ở bán kết năm 2020. Về quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2022, ông cho biết: "Chúng ta vẫn sẽ chuẩn bị cho giải đấu này theo như quy trình, không có gì đặc biệt hay thay đổi quá nhiều so với trước. Danh sách có 32 cầu thủ, tính cả Quang Hải. Nhưng ngày 23 tháng 11 và 27 tháng 11, một số cầu thủ còn thi đấu bán kết, chung kết cúp quốc gia nên sẽ tập trung muộn. Không có trường hợp nào chấn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, các cầu thủ đều mệt mỏi và có những phần chấn thương nhỏ sau mùa giải của V-League vừa qua. Chúng ta sẽ phải kiểm tra, đánh giá lại cũng như giúp họ phục hồi thể lực và tinh thần." Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh không có nhiều sự thay đổi về chiến thuật, nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung cao độ, nâng cao tính tổ chức, chú trọng vào khâu phòng ngự cũng như tấn công khu vực và những tình huống cố định. Dù từng khẳng định muốn đòi lại ngôi vương Đông Nam Á từ đội tuyển Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng không vì thế mà áp lực nhiều hơn với ông. Giải đầu hay giải cuối thì áp lực vẫn là như vậy. Đội tuyển vẫn chuẩn bị với cùng một tâm thế. Điều tôi bận tâm lúc này là việc tôi sắp nghỉ có làm các cầu thủ nghĩ ngợi gì hay không. Khi đội tuyển tập trung vào ngày mai, tôi bảo các cầu thủ cứ vui vẻ sinh hoạt bình thường, vì tôi cảm nhận một số cầu thủ từng làm việc lâu năm có một chút băn khoăn, nghĩ ngợi khi biết tin tôi sẽ ra đi sau giải AFF Cup 2022 lần này. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: "Tại AFF Cup 2022, Việt Nam nằm chung bảng B với Singapore, Myanmar, Malaysia và Lào. Trong số này, ông lưu ý đến Malaysia. Đội tuyển này hiện được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên người Hàn Quốc, Kim Park-gon, và đánh giá các tuyển thủ Malaysia có tinh thần chiến đấu tốt hơn trước. Ở bảng đấu còn lại, các cầu thủ Thái Lan vẫn sở hữu dàn cầu thủ có kỹ thuật hàng đầu ở Đông Nam Á, trong khi Indonesia có kế hoạch tăng cường lực lượng khi nhập tịch thêm 6 cầu thủ. Ngày 30 tháng 11, đội tuyển sẽ có trận giao hữu quốc tế với câu lạc bộ Borussia Dortmund trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Sau đó, đội tuyển di chuyển vào Bà Rịa Vũng Tàu tập huấn trong thời gian từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 12. Đội tuyển quốc gia trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu quốc tế gặp tuyển Philippines, dự kiến diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy vào ngày 14 tháng 12. Trước khi chốt danh sách chính thức cho chiến dịch AFF Cup 2022, báo Hàn tiết lộ cuộc gặp bí mật khiến ông Park Hang-seo quyết định chia tay đội tuyển Việt Nam. Ngay sau khi VFF thông báo ông Park Hang-seo sẽ không gia hạn hợp đồng và chia tay đội tuyển Việt Nam vào ngày 31 tháng 1 năm 2023, truyền thông Hàn Quốc cũng liên tục đưa tin về sự kiện này. Tờ Joseon trích lời huấn luyện viên Park về quyết định đưa ra hôm 17 tháng 10: "Tôi đã sống một cuộc đời bóng đá ở Việt Nam mà không hối tiếc điều gì. Một cuộc chia tay đẹp đẽ có lẽ là những từ thích hợp nhất để nói về quyết định này. Tôi còn có thể nói thêm gì nữa đây? Tôi đã dồn hết tình cảm của mình cũng như đam mê vào Việt Nam và tôi tin người kế nhiệm sẽ làm tốt điều đó. Đây là thời điểm tốt nhất để dừng lại." Tiếp lời huấn luyện viên Park chia sẻ trên tờ Joseon, Joseon cũng tiết lộ thêm đầu tháng 10, ông Park Hang-seo đã bí mật về Hàn Quốc để gặp mặt gia đình, trao đổi về việc gia hạn hợp đồng. Sau khi tham khảo ý kiến từ người thân, ông quyết định dừng lại thay vì tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam. Quyết định trên gây bất ngờ với người hâm mộ, nhưng nó hoàn toàn nằm trong lộ trình của ông Park. Một nguồn tin thân cận của nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ, cách đây 3 tháng, ông đã nói về việc sẽ không tiếp tục dẫn dắt tuyển Việt Nam bởi cảm thấy quá mệt mỏi. Ông Park ký hợp đồng với VFF dẫn dắt U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam từ tháng 10 năm 2017. Ông ký lại hợp đồng vào năm 2019, gia hạn một lần tới năm 2022. Ở lần gia hạn cuối vào năm 2021, ông Park đã cài điều khoản chỉ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. 5 năm qua, ông đã giành nhiều thành công cùng bóng đá Việt Nam, trong đó nổi bật nhất là việc đưa tuyển Việt Nam lần đầu tiên vào vòng loại cuối của một kỳ World Cup. Trước đó, tuyển Việt Nam cũng đã vào tới bán kết Asian Cup 2019, vô địch AFF Cup 2018. Với tuyển U23 Việt Nam, ông Park cùng các học trò về nhì ở giải U23 châu Á 2018, hai lần vô địch SEA Games.